Ra đời từ năm 2008, thương hiệu kem Tràng Tiền 35 đã in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ người dân Việt Nam qua những cây kem thơm ngon, mát lạnh. Và thưởng thức kem Tràng Tiền cũng là một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội. Với nhà máy sản xuất hiện đại, đạt chuẩn, sử dụng công nghệ tiên tiến và được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn ISO, các sản phẩm kem Tràng Tiền 35 đều được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, các sản phẩm đều được chế biến từ nguyên liệu thiên nhiên, không sử dụng bột, chất tạo màu, vì vậy khi đưa ra thị trường đều an toàn và bổ dưỡng đối với người tiêu dùng. Ra đời từ năm 2008, thương hiệu kem 35 Tràng Tiền đã in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ người dân Việt Nam qua những cây kem thơm ngon, mát lạnh. Và thưởng thức kem Tràng Tiền cũng là một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội. Với nhà máy sản xuất hiện đại đạt chuẩn, sử dụng công nghệ tiên tiến và được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn ISO 22000-2005, các sản phẩm kem 35 Tràng Tiền đều được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, các sản phẩm đều được chế biến từ nguyên liệu thiên nhiên, không sử dụng tinh bột, chất tạo màu, vì vậy khi đưa ra thị trường đều an toàn và bổ dưỡng đối với người tiêu dùng. Để ra cái sản phẩm chất lượng thì mình phải chú ý về cái khâu sản xuất và cái khâu nguyên liệu đầu vào thì mình phải lấy hàng chất lượng cao thì ra sản phẩm mới ngon được. Cái thứ hai là cái khâu sản xuất mọi thứ là phải sạch sẽ theo đúng quy trình, từ khâu pha chế cho đến khi mà đóng gói. Nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng ngày càng cao, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Chính vì vậy mà kem 35 Tràng Tiền luôn không ngừng đổi mới, cải tiến cả về chất lượng và mẫu mã. Với những hương vị như sữa dừa, đậu xanh, sô-cô-la, cốm, mít, trà xanh, dâu, khoai môn và sầu riêng, nhằm đem lại sự lựa chọn đa dạng để phù hợp với mọi khẩu vị của khách hàng trên cả nước.